CIA Mỹ nói gì về đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong các văn kiện lịch sử. Xin chào mừng anh em đã quay trở lại với Ngược Dòng Lịch Sử. Tôi là Mr. Sway, người sẽ kể cho anh em nghe những câu chuyện hấp dẫn nhất. Nhắc đến đại tướng ở Việt Nam, ai ai cũng sẽ nhớ đến cái tên Võ Nguyên Giáp đầu tiên. Quả thực Bác Giáp chính là linh hồn của những trận đánh lịch sử, là vị đại tướng hàng đầu của dân tộc. Thế nhưng trong những hồ sơ mật của CIA Mỹ, nhân vật mà chúng dè chừng, nể sợ nhất không chỉ có Bác Giáp mà còn có cả đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Rốt cuộc trong mắt các nhà quân sự Mỹ, tướng Thanh được đánh giá cao đến nhường nào? Tài thao lược, nhãn quan chiến thuật của ông có gì khác biệt và hơn người? Xin mời anh em sẽ cùng xem video ngày hôm nay để biết thêm thông tin chi tiết. Đối với CIA Mỹ, đại tướng Nguyễn Chí Thanh được đánh giá là nhân vật số 1 tại Trung ương Cục miền Nam. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, tên thật Nguyễn Vịnh, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1914 trong một gia đình bần nông tại thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ nhỏ ông đã chứng kiến nỗi thống khổ của người dân dưới ách thống trị bạo tàn của thực dân. Cuối năm 1936, đầu năm 1937, ông may mắn được gặp các đồng chí Phan Đăng Lưu, Nguyễn Chí Diểu trong phong trào mặt trận bình dân và bắt đầu được giác ngộ về lý tưởng cộng sản. Tháng 7 năm 1937, Nguyễn Vịnh được kết nạp vào Đảng. Với sự tích cực và năng nổ cộng thêm phẩm chất lãnh đạo trời phú, Nguyễn Vịnh đã được tín nhiệm và được cử làm bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên vào năm 1938. Tháng 8 năm 1945, thay mặt tổ chức Đảng ở Trung Kỳ, ông tham gia hội nghị toàn quốc của Đảng ở Tân Trào. Tại hội nghị quan trọng này, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Đặc biệt, tại hội nghị này, ông đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên là Nguyễn Chí Thanh. Sau hội nghị, ông được Trung ương chỉ định làm bí thư xứ ủy Trung Kỳ. Tại hội nghị Đảng toàn quốc ở Tân Trào tháng 8 năm 1945, khi nghe có tên Nguyễn Chí Thanh trong danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyễn Vịnh quay sang hỏi đồng chí Võ Nguyên Giáp ngồi bên cạnh: "Nguyễn Chí Thanh là ai mà nghe lạ thế?" Đồng chí Võ Nguyên Giáp mỉm cười trả lời: "Là anh chứ ai nữa, chính bác đặt tên cho anh đấy." Nguyễn Vịnh vừa ngỡ ngàng vừa sung sướng. Từ đây, cái tên Nguyễn Chí Thanh trở thành một phần lịch sử của quân đội ta, của cách mạng Việt Nam. Trong 8 năm, từ khi là một đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương, rồi bí thư chi bộ và sau đó là bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên, Nguyễn Vịnh đã bị đế quốc bắt giam 3 lần ở các nhà lao Huế, lao Bảo, Buôn Ma Thuột và đã từng vượt ngục để tiếp tục hoạt động. Suốt thời gian lăn lộn với phong trào cũng như những năm tháng bị tù đày, Nguyễn Vịnh luôn tỏ ra là một đảng viên cộng sản kiên cường, nguy hiểm không sờ lòng, khó khăn không lùi bước. Anh đã góp phần xây dựng cơ sở đảng, đẩy mạnh phong trào cách mạng ở Thừa Thiên Huế trong suốt thời kỳ hoạt động bí mật trước cách mạng. Đầu năm 1947, Nguyễn Chí Thanh là người có công lớn trong việc khôi phục phong trào sau khi mặt trận Huế bị vỡ. Ngày 25 tháng 3 năm 1947, tức 40 ngày sau khi quân ta rút khỏi Huế, với cương vị là ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên, ông triệu tập một cuộc họp đặc biệt, địa điểm họp không phải ở chiến khu mà ở ngay làng Nam Dương, huyện Phong Điền, một làng ở ngay sát nách địch, chỉ cách Huế 20 cây số. Mở đầu cuộc họp, ông đọc lá thư đề ngày 5 tháng 3 năm 1947 của Bác Hồ gửi các đồng chí trung bộ, nêu lên những khuyết điểm của cán bộ đảng viên trong những ngày đầu kháng chiến và nghiêm khắc tự phê bình bản thân. Ông nói: "Bộ đội ta rất anh dũng, tinh thần cách mạng của đồng bào ta rất cao. Điều đáng trách là cán bộ, đảng viên chúng ta không biết cách tổ chức huấn luyện và chỉ huy anh em đánh giặc." Cuối cùng, ông củng cố lòng tin cho mọi người: "Mất đất chưa phải là mất nước, chúng ta chỉ sợ mất lòng tin của dân. Có lòng tin của dân là có tất cả, vì vậy chúng ta không được chạy dài, chúng ta phải trở về với dân." Năm 1948, Trung ương quyết định thành lập phân khu Bình Trị Thiên để thống nhất chỉ huy 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên. Ông được chỉ định làm bí thư. Ngày 11 tháng 7 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông giữ chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng Lao động, ông tiếp tục được cử vào Bộ Chính trị. Ở thời kỳ này, ông đã có những đóng góp quan trọng trong việc trực tiếp lãnh đạo các lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện quyết tâm chiến lược của Đảng, đánh thắng thực dân Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Với những đóng góp đó, ngày 31 tháng 6 năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phong thẳng hàm đại tướng cho ông. Ông trở thành đại tướng thứ hai của quân đội ta sau đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đại tướng Nguyễn Chí Thanh được mệnh danh là tướng du kích, linh hồn của mặt trận Bình Trị Thiên. Năm 1964, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn quyết liệt, ông được điều vào miền Nam cùng Trung ương Cục chỉ đạo phát triển chiến tranh nhân dân, trực tiếp lãnh đạo cuộc chiến đấu chống Mỹ xâm lược ở tuyến đầu. Với sự nhạy bén, sáng suốt, coi trọng xây dựng các quả đấm chủ lực, ông và Bộ Tư lệnh miền chỉ đạo mở chiến dịch Bình Giã, Ba Gia, Đồng Xoài, từng bước đánh bại các chiến đoàn ngụy quân, phá giã hàng nghìn ấp chiến lược, làm phá sản chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Cùng với việc xây dựng các quả đấm chủ lực, đại tướng cũng đặc biệt chú ý đến việc xây dựng cách đánh Mỹ và coi đó là điều có ý nghĩa then chốt để đánh thắng địch trên chiến trường. Căn cứ vào tình hình địch và khả năng tác chiến của quân đội cũng như nhân dân ta, ông đề xuất cách đánh thông minh, sáng tạo, nắm thắt lưng địch mà đánh. Tính sáng tạo của cách đánh này là quân và dân ta đã tối thiểu hóa sức mạnh của binh khí và kỹ thuật hiện đại của quân địch
nhưng phát huy tối đa sức mạnh của quân đội ta bởi lối đánh gần, áp sát đối phương. Bên cạnh tài chỉ huy và tài thao lược trên chiến trường, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh còn đi đầu và có nhiều đóng góp lớn trong xây dựng nông nghiệp ở miền Bắc trong giai đoạn 1961-1964. Không những vậy, ông còn là cây bút bình luận sắc sảo của báo chí cách mạng Việt Nam. Báo Quân đội Nhân dân thời kỳ đó có nhiều bài bình luận về chiến tranh của ông với bút danh Hạ Sĩ, Trường Sơn, với những bài phân tích sâu sắc về chiến lược của cuộc chiến tranh, phân tích toàn diện cục diện chiến trường miền Nam, giúp người đọc hình dung thế và lực của ta và địch trên chiến trường. Ông mất ngày 6 tháng 7 năm 1967 sau một cơn đau tim đột ngột khi mới 53 tuổi. Đây là một mất mát quá lớn đối với đất nước thời kỳ ấy. Vào tháng 1 năm 2001, cơ quan tình báo Liên bang Mỹ CIA đã bạch hóa tài liệu bản thông tin tình báo những khó khăn cho Bắc Việt sau cái chết của Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Chí Thanh. Tài liệu này được đóng dấu mật đến ngày 11 tháng 7 năm 1967. Đây là một tài liệu quý cung cấp những thông tin liên quan đến hoạt động của các viên chức cao cấp của Hoa Kỳ trong thời gian chiến tranh Việt Nam và góp phần làm rõ nguyên nhân dẫn đến những quyết định của Hoa Kỳ trong thời điểm đó. Tài liệu này cho rằng cái chết của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại Hà Nội vì cơn đau tim vào ngày 6 tháng 7 năm 1967 khiến Bắc Việt gặp khó khăn. Tài liệu này viết: với cả lai lịch quân sự lẫn kinh nghiệm chính trị, ông Nguyễn Chí Thanh là người khó có thể thay thế. Ông là người duy nhất ngoài Đại tướng Võ Nguyên Giáp mang quân hàm đại tướng trong quân đội. Từ đầu năm 1965, ông Thanh là nhân vật số 1 tại Trung ương Cục miền Nam, cơ quan đầu não về chính trị và quân sự cho phiến quân Cộng sản tại Nam Việt Nam. Trong 2 năm rưỡi công tác tại miền Nam, ông Thanh được cho là có quyền quyết định về cả việc hoạch định cũng như thi hành chiến lược và triển khai lực lượng. Việc điều động ông Thanh vào Trung ương Cục miền Nam đầu năm 1965 chắc hẳn là kết quả sự lạc quan của Hà Nội tin rằng họ sẽ thành công. Ông Thanh dày dạn kinh nghiệm quân sự với tư cách cựu chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội. Ông mang quân hàm cao nhất và ông có tư duy chọn giải pháp quân sự và mạnh mẽ cho những khó khăn lớn. Tài liệu này cũng nhận định có rất ít nhân vật có uy tín và tầm vóc có thể thay thế được Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và dự báo những ứng viên có thể thay thế đại tướng tại Trung ương Cục miền Nam. Như vậy, từ đánh giá trên của CIA, chúng ta có thể thấy rõ hơn tầm vóc của vị đại tướng thứ hai của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua chính góc nhìn của đối phương. Nói đến Nguyễn Chí Thanh là nói đến quần chúng và các phong trào quần chúng. Ông dành cả đời mình cống hiến vì nước, vì dân. Có thể nói Nguyễn Chí Thanh ở đâu là ở đó có phong trào quần chúng, bởi ông tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh của quần chúng. Ông thường nói, không có quần chúng thì không thể có thắng lợi của cách mạng. Đã có một câu chuyện hết sức thú vị, bình dị và dễ thương về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh như thế này. Vào năm 1951, khi Nguyễn Chí Thanh vừa được bổ nhiệm chức vụ chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chưa được bao lâu, ông cùng đơn vị đi chiến dịch hòa bình. Trên đường hành quân ra trận, phải qua một con suối, ai cũng sắn quần lội qua. Có một anh cán bộ cấp đại đội hay tiểu đoàn gì đó đang loay hoay với đôi giày thì thấy một người trạc tuổi chưa đến 40, da ngăm đen, khỏe mạnh, mặc bộ quần áo nâu bạc đi qua. Anh cán bộ nghĩ chắc là một bác nông dân, liền gọi lại: ông chịu khó cõng mình qua suối một tí. Người đó không tỏ ra khó chịu mà vui vẻ nhận lời, ghé lưng vén quần cõng anh cán bộ qua suối. Sang đến bờ bên kia, anh cán bộ phấn khởi vỗ vai người đã giúp cõng mình qua suối, định nói lời cảm ơn, nhưng bỗng thấy bác nông dân nghiêm mặt lại, nói giọng miền Trung nghiêm khắc: cậu có biết tớ là ai không? Anh cán bộ chưa kịp định thần vì câu hỏi bất ngờ thì được nghe người đó nói tiếp: tớ là Nguyễn Chí Thanh, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Hôm nay tớ giúp cậu vì xét ra cậu cũng cần giúp, nhưng nhớ lần sau đừng bắt người khác cõng như thế nữa nhé. Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng viết về tướng Thanh: nhớ tới anh Thanh, tôi tưởng nhớ và vô cùng thương tiếc một người bạn chiến đấu thân thiết, một chiến sĩ cộng sản kiên cường, một cán bộ lãnh đạo xuất sắc của Đảng, một tướng lĩnh tài ba của quân đội ta, người đã có những cống hiến quan trọng vào sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của dân tộc Việt Nam ta. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ra đi khi còn trẻ đã để lại một sự nuối tiếc lớn lao trong lòng quân dân Việt Nam. Ông là hiện thân của cụm từ sáng trong như ngọc, là một tấm gương vĩnh hằng cho các thế hệ sau noi theo. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các anh em đã chú ý theo dõi. Nếu anh em yêu thích và ủng hộ Ngược Dòng Lịch Sử thì đừng quên like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé.